nói gì đâu á. Nói đi. Nói gì? Order gì vậy? Hả? Order đón đi. Mình cầm lắc lắc thì nó giống như cái nón. Mày nói không? Thì mở ra coi. Một là cái nón mà hai là cái yên sau. Ủa mà order lúc nào sao mình không hay luôn ta? Hả? Order lúc nào sao không hay luôn á? Ủa? Tối nào anh lên bàn để làm gì? Cái kiểu này là nghi cái nón rồi. Nghi cái nón chắc luôn á. Bỏ tay. Ủa mà cũng nhờ hồi sáng này ông kia ông đem cái hàng này vô nó. Ủa? Cái tưởng là lộn tiệm thôi. Tại mày nói là mình đâu có order bán đồ này bữa giờ đâu order đâu. Nhưng ông đem mua cái tiệm như thế. Ủa? Thấy bất ngờ thiệt luôn á. Thấy chưa cái nón. Trời ơi. Nón nè. Mở ra coi thấy đâu. Ủa sao cái nón mình. Ủa cái nón mà đang coi bữa giờ luôn á. Cái gì? Phải không? Ủa mà sao biết thấy cái này mà mua hết rồi. Ủa tay luôn á. Biết mới hay. Vậy mới hay á. Oh man. Ủa cái này luôn hả? Cái này mắc tiền lắm á. Ừ, mấy không? Biết mấy không? Thì coi bữa giờ nó 400 mấy á, mà nó có sale chút xíu là còn còn 300 mấy. Ừ. Cái này là carbon fiber đúng không? Ừ. Để coi. À nó để carbon fiber nè. Ủa nó nhẹ thiệt á hả? Oh man. Sao giờ này chịu chơi dữ ta? Ừ. Phải vậy thôi. Bình thường mình nói là đi mua đồ bỏ xe thì không chịu. Đùng quất cái nón này luôn. Ồ man. Woo. Ôi bỏ ra hết kìa. Chưa gì đã gắt xù. Ồ nó nhẹ thiệt hả? Hả? Nhẹ không? Quá nhẹ luôn á. Ê bữa giờ anh cứ coi cái anh thấy. Chụp hình lại. Siêu thiệt luôn hả? Bỏ tay. Hàng dĩa bữa lù mua chiếc xe mình không hay luôn á. Dạ. Thích không? Hả? Thích không? Quá thích luôn á, ngủ xong thích. Oh man, đẹp thiệt luôn hả? Không làm. Đội lấy cái nón ra đội vô coi xem sao có vừa không? Còn ngắm chút xíu đã. Trời ơi, đã quá. Nó nhẹ hơn là cái nón mà cái nón màu trắng không? Hả? Nón anh mua màu trắng luôn. Ừ. Cái đó hình như có ba phòng mấy thôi á. Mấy hả? Ừ. Có động hoài kia vậy? Ừ, sao không biết. Động hay mua chứ. Ồ mê. Cũng nhìn nó nhẹ thiệt ha. Mà trên mạng á, lúc mà coi á thì chưa biết là có thích cái này không nữa. Mà tại vì nó để mấy cái hình mà giống như hình rằn ri nè. Ừ. Nhìn giống như nhìn nó không có đẹp bằng ngoài. Ở ngoài thì cầm thấy nó ngầu thiệt á chứ. Hả? Anh thấy con cái nữa, con cái trơn nữa. Nhưng mà cái này thấy nó có cái design này nhìn nó đẹp hơn á. Ờ cái đó mát nó đẹp rồi, trơn rồi. Hả? Anh có một cái trơn rồi còn gì nữa. Hả? Thì cái trơn nhưng mà cái nói chung cái này cũng được, cái này ừ, okay cũng được rồi. Nữa thôi trả lại ha. Ngu sao trả. Ừ. Cũng dạ. Được nữa. Kéo đâu ta? Không có kéo, không thấy kéo. Được á, công nhận bên này tiến bộ. Lần sau nhớ kiếm gì đẹp đẹp thêm mua nha. Ừ. Được á, đây được á. Sáng năm em rảnh á, em biết làm gì không? Làm gì? Vào mùa, bắt đầu vào mùa hè rồi á. Em lên mạng coi xe, coi chiếc nào đẹp đẹp mua cho chiếc luôn. Ừ. Có được do là đòi tiền nghe. Thì thanh niên đàng hoàng nghiêm túc mà. Ai biết đàng hoàng hay là không? Thử coi biết anh đàng hoàng không? Ồ. Như không? Ừ. Ồ, dễ chịu không? Đã thiệt luôn á. Hả? Nó êm. Êm hả? Nó êm với lại nó trong nó bó chặt á, đã lắm, nó nhẹ lắm, nghe hiểu không? À. Nhẹ quá nhẹ luôn á.
cái này nó dễ như này tại cái phần nãy to nó rộng á. Ừ. Đúng không? Nó có cái kính trong có không? Cái này thì cũng có không có mắt kiếm trong. Nhưng mà cái này bình thường cái nấu kia nó hẹp như đây này. Ừ. Vậy cái phần nãy rộng hơn á, nhìn nó đẹp hơn. Ừ. Nhìn ngầu á, nhìn giống cái con robot á. Nhìn giống robot á. Con robot. Nhìn giống mấy con ngoài hành tinh á. Ờ. Ồ, cái này thích quá luôn á. Oh man. Thank you. Thank you gì? Thank you ai? Thank you bà xã. tối nay chắc phải chở đi ăn kem đi. Ồ, quá đẹp quá. Đẹp quá. Đừng cái xíu vậy. Hả? Nè. Cái màu lính. Của mọi người lính là cái đường giống. Cái này giống như tụi nó làm cái design giống như lính á, giống như mình gọi là gì ta? Omi rằng ri, ở Việt Nam gọi là rằng ri gì đó. Ồ, thật á, cái mặt nó đẹp thiệt chứ. Nè, coi cái mặt cái này. Trời ơi, coi cái mặt giống cái mấy con mà gì? Còn giống mấy con ngoài hành tinh á. Ừ, đúng rồi đó. Mà cái mình thích cái phần này nó ngắn lại nè. Nó ngắn lại, cái phần này ngắn lại khi mình xoay qua xoay lại á, nó không có bị đụng cái vai của cái áo giáp á. Ừ. Mà nó quá nhẹ luôn á, thích dễ sợ luôn. Damn. Được rồi ha. Thank you. Tối này mới làm vô, chắc ngày mai mới làm chuyến thôi. Mai làm chuyến mới được, chịu không nổi rồi. Làm chuyến đi đâu? Hả? Tại vậy mấy đứa nó rủ đi coi xe ngày mai. Tự nhiên bữa nay nhận được cái nóng, trời đã gì đâu luôn á. Có tính trước rồi ha. Dễ sợ luôn á.